Chào các bạn, tôi là Tội Nguyễn của Phượt TV và tôi đang ngồi bên cạnh chiếc Hornet của Honda trong chuyến off-road rừng Tà Nung và 722 lần này. Xem những chiếc xe này sẽ lội sình vượt qua những cái con đường như thế nào. Các bạn hãy cùng đồng hành với chúng tôi nhé. Em giữ rồi, để anh lấy ra anh đẩy tay anh tao quá.